I'm sorry, I'm not going to get into a conversation with you. Sorry. Okay, thank you, thank you. Kính thưa quý vị, đây là tân luật sư. Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình Phố Bô Sa TV vừa mới sau phiên điều đình rất ngắn gọn của liên quan tới vụ án diễn viên hài Minh Béo. Chúng tôi lại được tiếp xúc với luật sư Paul Nguyễn để tham khảo với luật sư đôi chút về vụ án này. Thưa luật sư, không phải là luật sư đại diện cho case này, nhưng tuy nhiên luật sư cũng đã có biết đôi chút về cái case này. Luật sư cho biết một vài cái ý kiến của luật sư về trường hợp này, thưa luật sư. Thì bây giờ thì nó xét cái pre-trial, thì bây giờ mới đổi được luật sư. Hồi nãy có nói chuyện với ông Phủ thì nói mới đổi bà Mia Yamamoto, bà cũng rất tốt. Thì bây giờ nó xét cái prelim, mình cũng chưa biết ngày nào nữa, mà chừng nào nó xét cái preliminary hearing á, nó phải đưa ra bằng chứng. Có bằng chứng gì? Thường thường cái này vụ dính đứa nhỏ, thường thường sometime đứa nhỏ phải ra phải testify. Rồi xong rồi nó lấy cái bằng chứng đó để nó coi có lên được cái Superior Court không. Nếu lên Superior Court á, thì nó sẽ set for cái trial. Set cái trial á, thì nó phải đưa hết bằng chứng ra. Rồi nó có gì rồi xong rồi vậy mới set cái jury trial. Yeah. Đứng ở phía luật sư biện hộ, nếu mà giả sử luật sư là lo về cái trường hợp này, thì những cái việc gì, những cái chiến thuật gì mà luật sư làm để mà cãi cho thân chủ trong trường hợp này, thưa luật sư? Thì mình phải coi mấy tụ cảnh sát nó hồi bữa mình nghe nó có gài, thì nếu nó gài mình coi nó có gài đúng không, nó gài đúng lực không. Tại nếu nó gài không đúng á, thì mấy cái evidence đó, cái bằng chứng, mấy cái bằng chứng á sẽ bỏ hết. Thì luật sư mới này sẽ coi giấy tờ police report coi làm sao, xong rồi nó sẽ set up cái, nó gọi là cái 1538.5 hearing. Rồi xong rồi để coi mấy cái bằng chứng mà nó lấy, nó có lấy legally không. Nếu nó không có lấy legally, phải bỏ. Theo luật sư thì cái nếu mà phải làm một cái dự đoán, thì luật sư thấy sẽ với cái khả năng của luật sư Mia, cũng như là phía cương quyết buộc tội của phía bên công tố. Cuối cùng, theo luật sư đoán là cái kết quả như thế nào? Thì bây giờ mình chưa được coi bằng chứng. Mình coi bằng chứng xong mình mới cho cái opinion được, mình mới đoán được. Thì bây giờ mình chưa được coi cái bằng chứng nó có gì, thì bây giờ mình đoán không được. Tiền buộc phải tại ngoại hầu tra là bình thường ở case này là 100.000, nhưng case này đặc biệt được xét được buộc ở 1.000.000. Theo luật sư thì có cách nào để có thể giảm được cái điều đó hay không? Có. Luật sư mới Yamamoto sẽ viết cái motion. Nếu tôi là luật sư của anh Minh Béo, tôi sẽ viết cái motion. Cái motion sẽ nói là tại sao nó lên tới 1.000.000. Cái case này không có khác biệt cái case khác. Tỷ là cái anh này anh chỉ cần đưa cái passport thôi, đưa passport thường thường là 100.000. Anh này cũng không có làm gì mà quá nặng, phải không? Mà phải lên tới 1.000.000 chứ. Thì bây giờ mình viết cái motion xong đó, mình sẽ submit vô cái court, nó sẽ có cái hearing. Rồi ông tòa án ông sẽ coi. Rồi xong rồi thường thường nếu mình xin xuống thì mình xin xuống 100, mà maybe 200-300 ngàn, thì bây giờ 1.000.000 nó quá cao. Ông chánh biện lý Tony Rakakis có chính bản thân ông xuất hiện và ông cũng đã giải thích rằng là cái lý do mà 1.000.000 như vậy là vì người này là người công dân ở nước ngoài, có khả năng đi mà không trở lại để mà tham dự tòa, cho nên mới như vậy. Theo luật sư là lý do đó đủ thuyết phục và phía luật sư có thể bác lại cái lý do đó hay không, thưa luật sư? Dạ tôi nghĩ không, tại cái này Westminster quá nhiều người ở đây không phải quốc tịch Mỹ, mà người ta cũng bị mấy case này đâu có bao giờ lên tới 1.000.000, mà dùng này cũng nhiều quốc tịch cũng Mỹ nữa, mấy người đó cũng không bao giờ lên tới 1.000.000, nó bị dính case này á. Thường thường là minimum 100.000, vậy thôi. Vậy thì theo luật sư thấy tại sao mà lại có con số 1.000.000 như vậy? Vì lý do động cơ nào? Thì lý do anh Minh Béo, anh là TV star, nhiều người biết. Thì cái ông Rakakis, ông không có bao giờ ra đó. Thì ông ra mình đã biết rồi. Cái này phải lên TV để cho người ta biết. Because cái ông Rakakis, ông hồi bữa giờ ông bị quá nhiều dính cái snitch scandal ở bên Santana. Thì ảnh phải ra để make cái political statement.
Tại vì cái case này nó lên news. That's why. Theo luật sư thì với khả năng của luật sư Mia Yamamoto sẽ có khả năng kéo cái tiền bail xuống hay không thưa luật sư, và như thế nào là hợp lý? Tôi nghĩ bà Yamamoto sẽ giảm được xuống tiền bail. Tôi nghĩ maybe 250,000 thì mới make sense. Nếu người ta nói ok, anh này anh có tiền, anh quốc tịch Việt Nam, ok, 250,000 làm 10 lần cái bail thì không có make sense, không có lý. Xin cảm ơn luật sư rất nhiều. Một lần nữa, kính thưa quý vị khán giả của chương trình Phố Bô Sa TV, luật sư Paul Nguyễn ngay tại thành phố Garden Grove vừa mới cho chúng ta biết một số kiến thức về vấn đề liên quan tới luật pháp về vụ án diễn viên hài Minh Béo. Trong thời gian tới chúng ta sẽ được tiếp xúc và nghe nhiều cái phân tích của luật sư về vụ án này trong tương lai. Chương trình chấm dứt tại đây. Phố Bô Sa TV ngay tại tòa án tối cao California ở quận Cam, ngay thành phố Westminster. Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Phố Bô Sa TV.